bán cho tôi 2 quả trứng. 2 quả năm chục, 2 quả. 2 quả mấy chục vậy ông? 3 chục. Xin lại đây, xin lại đây. 2 quả này mấy chục? 3 chục. Tôi lấy hết luôn. Ta bưng hết cả con vịt luôn nha. Dạ. Lô, không mấy chục? Lô nè. Hả? Lô nè. Lô không bán hả? Trả tiền. Mấy chục? 3 chục. Thôi tiền cho tôi. Thôi tiền. Rồi, trả tiền. Trả tiền nè. Rồi, cất tiền đi. Đi bán tiếp đi nha. Bye bye. Ừ, bye bye nha. Ông ơi, bán cho tôi một con vịt.